Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế ngày 22 tháng 8 đã thông tin chính thức về việc nhóm bông hồng đen, văn phòng ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng lấy mẫu máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV. Trên cơ sở báo cáo của địa phương, việc nhóm bông hồng đen triển khai cung cấp một số dịch vụ phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng là phù hợp với chủ trương đã nêu tại Chiến lược Quốc gia về chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Việc xét nghiệm HIV tại cộng đồng không có nguy cơ làm lây nhiễm HIV từ người xét nghiệm HIV sang người được xét nghiệm HIV. Tuy nhiên, Cục Phòng chống HIV/AIDS cũng thống nhất kiến nghị của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Phòng về việc tạm dừng hoạt động của nhóm bông hồng đen để thu thập thông tin xác minh sự việc xảy ra vừa qua. Đề nghị Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng là đơn vị chủ dự án và nhóm bông hồng đen, cầu vồng đen, rà soát các quy trình của dự án để đảm bảo việc kiểm soát các tổ chức cộng đồng thực hiện đúng các hướng dẫn của dự án và các quy định chuyên môn đối với hoạt động tại cộng đồng.